Hello Khánh Linh, hi. Hi nghe thấy cô không? Nghe thấy cô con? Sao cô không nghe thấy gì nhỉ? Con thử nói lại cô nghe nào. Con nghe thấy cô không? Có. Ok. Nào, cô sẽ chia sẻ màn hình luôn con nhá. Ok, trước tiên thì mình đọc lại các từ mới đã nhá. Nào, đọc lại từ mới nào, đọc cho cô. Biscuit. Minh ơi. Biscuit. Ok, tiếp theo margarine. Margarine. Có phải Linh ơi. Đọc lại cô nghe nào. Margarine. Margarine. Ok, tiếp theo glasses. Glassy. Project. Project. Ok. Act. Hôm trước con làm xong bài này rồi. Nào, bây giờ con sẽ làm bài này cho cô nhé. Polite request and suggestion. Đây gọi là lời yêu cầu lịch sự và sự gọi là đề xuất lịch sự ấy, được chưa? Trong bài tập này con sẽ phải sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh, được chưa? Câu 1, câu 2 đầu tiên making and responding to a request. Ở đây là hai câu nó có cái chức năng đó chính là trả lời cho một cái câu yêu cầu. Được chưa? Mình đáp lại cái lời yêu cầu, được chưa? Cái mục thứ hai, making and responding to a suggestion, đó là mình sẽ tạo ra và trả lời cho một cái đề xuất, được chưa? Ví dụ người ta đề xuất bạn, ví dụ bạn có muốn ngồi xuống không, hay là bạn có muốn đi ra ngoài kia không, vân vân. Đấy gọi là một cái đề xuất của người ta, được chưa? Yêu cầu khác, đề xuất khác nhá. Yêu cầu là người ta bảo là tôi cần bạn phải làm thế nọ thế kia thì đã yêu cầu. Còn đề xuất có nghĩa là gì? Bạn có muốn hay là bạn có cần hay là bạn nên như này như kia thì đấy là cái đề xuất, cái gợi ý của người ta. Em có hiểu không nhỉ? Hiểu không Khánh Linh? Quá. Linh ơi, tập trung vào nhìn vào màn hình đi con. Con đang làm gì đấy? Được chưa nào? Và nhiệm vụ của Khánh Linh trong bài này là con sẽ sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh. Con có hiểu không? Ờ. Ok, được rồi con làm đi. Sắp xếp từ để tạo thành câu hoàn chỉnh nhá. Được chưa? Sắp xếp cho cô 4 câu. Được chưa? Sắp xếp đi con.
Ok, xong chưa em? Cô chưa bài? Rồi ạ. Ok, cô chữa nhá. Câu số 1. Đây là đáp án của cô. Câu số 1 sai mất rồi. Thứ nhất nó là câu hỏi. Câu hỏi thì phải có từ để hỏi trợ động từ ở đầu câu đúng không? Ở đây nó sẽ đẩy đảo động từ khuyết thiếu phải ở đầu câu. Can you pass the biscuits for me, please? Có nghĩa là bạn có thể đưa cái chỗ bánh quy kia cho tôi được không? Được chưa? Và câu này là yes, sure, chính xác. Nhưng mà thiếu dấu chấm, phải chấm vào Khánh Linh nhá. Được chưa? Câu tiếp theo này, would you like to sit down? Chính xác. Đúng rồi. Bạn có thể would you like to sit down? Bạn có thể ngồi xuống rồi đấy. Thì bạn có muốn ngồi xuống không? Được chưa? Và oh sorry, we can't. Đúng rồi, nhưng mà thiếu dấu chấm nhá. Được chưa? Oh sorry là một câu rồi. Chấm, sau đó we can't. Em đã hiểu chưa Khánh Linh? Rồi ạ. Cô nhá. Can you pass the biscuits from me, please? Con đọc đi Khánh Linh. Can you pass the biscuits for me, please? Can you pass the biscuits for me, please? Biscuits for me, please. Rồi. Yes, sure. Yes, sure. Tiếp theo này. Would you like to sit down? Would you like to sit down? Rồi. Oh, sorry, we can't. Oh, sorry, you can't. Wait, you can't. Ok, rồi, tiếp. Ok, chúng ta sẽ đến với một bài tập tiếp theo. Được chưa? Choose the adjective in the box to complete the sentences. Look for the highlighted words. Listen, check, and repeat the words. Thì trong bài này là gì? Trong bài này em hãy chọn tính từ. Chọn tính từ để ở trong hộp để điền vào chỗ trống để tạo thành câu đúng. Được chưa? Được chưa? Và sau đó em sẽ phải xem. Hãy chú ý tới những cái các từ được in đậm ở đây là in đậm bằng màu xanh ấy. Được chưa nào? Sau đó nghe và kiểm tra đáp án nhá. Được chưa? Chúng ta sẽ có các tính từ sau đây. Các tính từ trong hộp là các tính từ sau. Tính từ đầu tiên, đọc cho cô. Talkative. Talkative là gì nhỉ? Là gì? Là nói nhiều. Được chưa? Nói nhiều là mồm đấy. Được chưa? Được chưa? Tiếp theo, đọc cho cô. Clever. Clever. Là gì? Có biết không? Là thông minh. Được chưa nào? Đây là nói nhiều này. Clever. Đây là thông minh. Được chưa? Tiếp theo, boring là gì Khánh Linh? Cái từ này học rồi. Là nhàm chán. Đọc cho cô, boring. Boring. Được chưa? Tiếp theo, đọc cho cô, creative. Đọc đi em, creative. Creative. Tiếp theo, shy. Shy là nhút nhát. Được chưa? Shy. Ngoài ra cái từ này nó có một cái nghĩa đó nghĩa giống kiểu như là gần như kiểu xấu hổ ấy, e thẹn ấy, được chưa? Tiếp theo, kind. Đây là tốt bụng. Tiếp theo, confident. Đây là tự tin. Tiếp theo, hardworking. Đây là chăm chỉ, được chưa? Friendly. Đây là thân thiện. Được chưa? Và funny. Ở đây là vui tính. Nào bây giờ Khánh Linh đọc theo cô nào. Talkative. Talkative. Clever. Clever. Boring. Boring. Creative. 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 Sigh. Creative. Sigh. Kite. Ties. Confident. Confident. Hardworking. Hardworking. Friendly. Friendly. Funny.
Funny. Đọc đi con. Funny. Funny. Ok, được rồi. Nào, con viết các tính từ này vào vở đã. Con viết đi.
con thưa cô, con xong rồi ạ. Ok, tốt lắm. Nào, bây giờ nhiệm vụ của con là gì? Nhiệm vụ của con là sẽ đọc câu, sau đó chọn từ đúng để điền vào chỗ trống, được chưa? Để tạo ra câu đúng. Có hiểu không Khánh Linh? Có. Ok, được rồi, con điền đi nhá. Được chưa? Chọn tính từ và điền những cái tính từ mà cô vừa cho con ghi ấy, được chưa? Dịch xem là cái tính dịch xem là cái tính từ nào phù hợp thì con sẽ chọn để điền vào câu đấy nhá. Ok, cô làm ví dụ cho Khánh Linh một câu này. Khánh Linh chú ý đây con. Chúng ta sẽ có câu 1 nhá. Mina is very. Mina rất là như thế nào đó? She likes to draw pictures. Cô ấy thích gì đây con? Draw pictures có nghĩa là gì? Vẽ. Đúng rồi, cô ấy rất là thích vẽ. Cô ấy rất là nhìn có. Cô ấy có rất là nhiều new ideas. Idea là ý tưởng, được chưa? New idea là những cái ý tưởng mới. Vậy thì cô ấy có rất là nhiều những cái ý tưởng mới và cô ấy thích vẽ thì cô ấy là người gì? Người gì con? Người rất là gì? Rất là sáng tạo, chính xác. Vậy thì số 1 mình sẽ điền là tớ creative, được chưa? Con đã hiểu chưa? Rồi ạ. Ok, cất từ câu 2 đến câu 5 để Khánh Linh điền cho cô nhá. Làm đi con, sau đó cô sẽ chữa.
Con thưa cô, con làm xong rồi ạ. Xong mic cô vãi không lên. Nào được rồi, con thoát ra vào lại cho cô rồi cô sẽ chưa bài nhá. Thoát ra vào lại, không nó sắp hết mất rồi. Ôi chết rồi. Khánh Linh, chết rồi cô. Thôi rồi cô nhớ đáp án không có.